Trên sân số 1, đôi nam số 21, Tấn Hà, đoàn anh quốc gia, Bình Thuận, đoàn anh quốc ninh, điều hành trận đấu của trận kế quả là giao cầu Cao Biên. Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.